次要去哪里的？左边去上边学校。上边有一个直隶中学。中学的吧？职高啊。直隶高中啊。哦，高中的啊。直隶就是全部都是女的吗？那个直隶不是女的。就是名字吧。啊，这个直隶，直隶的话就是意思是说，在里面有学开车的，有学做事的。比如说有的是学缝纫机，那个就叫直隶学校。哦，这样的。啊，我们这边统称为职高。对。三木城对两边的点。山上的有山。现在你什么？平常你个乱的，还去个边边，去个边来，你拢来公共的事。你咁近，真有啲唔行到。刚进来的吗？那个这边你能不能再停一下，让他们参观一点点？哪里停？这里啊。dừng ở đây hay là bên trên ạ？Thôi cứ chỗ này đẹp, chỗ này không đẹp mấy. Đẹp thì đấy nó chỉ có...Tôi thì cứ đi qua đi. Đi ở đó xoan xoan là xoan. Đi từ từ đi thôi. Cho khai ma ma đi tiền cho hảo. Hảo ba. Đi từ từ. Vâng. Khoan khoan. Bên này sầm uất như thế này cơ mà. Vâng, đây là phố mới mà. Không đúng rồi, lúc sáng sang đây hay hơn. Tức là cảm nhận được cái sự quy củ của nó. Vâng. Hiện đại. Đây là phố mới. Mới thì xây các nhà chung cư. Chứ mục đích của mình không phải đi mua hàng đâu. Mình phải ngắm cho họ thế nào. Bây giờ thì vẫn còn thời gian thôi. Ở Lai Châu mình cũng có một cái nơi gọi là xã Marifor. Thì không biết nó có ý nghĩa của màu tờ, mèo. Marifor, Việt Nam mình có Marifor. Việt Nam mình có rồi. Một xã là của Lai Châu. À đây à. Có thể là cái xã đấy nó là cái tiếng địa phương chẳng hạn. Nó cũng na ná à? Hoặc là nó kết nghĩa với bên này.